Kính thưa quý khán giả, nay có một cái dịp đi đến thăm người thân, gia đình tổ chức một đám cưới, là review cho quý vị xem một cái căn biệt thự của người thân gia đình. Căn nhà này thì tổng diện tích nó khoảng tầm cỡ 1.000 m². Thì chúng ta đi qua, và đây là cái bức tường rào trước đã. Cái tường rào này rất là kiên cố và rất là đẹp. Các cụ ngày xưa thường nói là nhất ăn nhì ở, nhưng bây giờ mình ăn mình có rồi thì mình chuyển sang ở. Xong đó đầu đây là một cái căn nhà mà của ông bà cũng đã nhiều năm tích cóp và ao ước xây dựng một căn nhà. Và hôm nay là đến ngày dựng vợ cả chồng cho các con. Hôm nay còn cô gái út. Đây là cái cổng. Cái cổng. Tiếp lại. Cái cổng. Cái cổng của ông bà. Văn Hòa. Cổng này được là thiết kế bằng kim loại và cực kỳ đẹp. Thế bật lưới ra. Cái cánh đồng. Đây là nhà gỗ bên ngoài. Đây là cành mai. Tổng thể của nhà. Hai bên đây nè. Con phục. Phục đẹp lắm. Đẹp cái hồn này. Đây là cái tiểu cảnh. Đây là trồng cau. Trước thì là trồng cau, sau thì trồng chuối. Nên là ông bà cũng rất là phong thủy cái này. Đấy, bên đây là một cái tiểu cảnh cực đẹp luôn. Đây những cái chuyên gia thiết kế về họ đã thiết kế vào cho cực đẹp. Ước gì mình cũng có một ngôi nhà như thế này. Đẹp không? Rất đẹp. Cuối năm thì mai đã ra rồi và chuẩn bị bật lá. Từng chi tiết nhỏ. Và đây là cái nhà gỗ. Mai cây này đã lão rồi. Xin chào kia này. Đây là một cái nhà tròi. Đây là một phần nấm bộ. Đó là tập đà. Tập đà ở nhà đá là đá nguyên khối rồi. Đã được ông tạc lại. Nấm bộ quá đẹp luôn. Đây là gì đưa cho quý vị coi. Cá đẹp quá ông nhỉ? Toàn cá chép ha. Cá chép này nuôi rất là hóa rồng đấy. Cá này không biết có cao không? Cá này như sừng lắm. Và mình vào trong nhà xem nó có cái ngôi nhà nó có cái gì nhá. Ông bà đấy, ông chủ nhân đấy.
mấy đứa nào trước giờ quả ra nó đâu mày mày à, phía trước là một căn biệt thự, ngày nay đã đi vào cho quý vị bên trong quý vị coi. À, tổng thể ngôi nhà đây là những bậc thềm lên, hai bên là hai cái cạnh hoa giấy, bên kia là cây phát tài. Đấy. Bên đây là hai cái bức hình ảnh ông này, ông Dượng này rất đam mê xe, xe thuần xe ben xe cậu. Đấy, đá này, cái đá này tuyệt vời, kiến trúc tuyệt vời, thấy không? Tinh đẹp, đẹp mấy hồn luôn. Ông thần thích con phượng không? Ông chơi nhà con phượng như thế này là thực sự đúc đã đúc bằng đồng, bằng đồng. Theo ông có nói chuyện thì căn này ông xây đến 7 năm mới xong cái nhà này. Hình như nào không biết đâu, vừa làm được kiếm tiền chứ sao ấy. Ông ở xây 7 năm mới xong cái nhà này. Vật liệu thì đấy là đá hoa cương. Vật liệu là đá gỗ. Chạy không biết cái chữ này là chữ gì đây. Các quý vị, chữ này là chữ gì đây? Ai đi? Ở bên đây là chữ gì đây? Không biết rồi. Không biết. Bật lên xuống. Quá đẹp. À, đây là một bộ cửa của ông làm toàn là đây gọi là gõ đỏ. Gõ đỏ nha quý vị nha. Toàn mời gõ đỏ. Quý vị thấy rất tinh xảo, nhất là ông đã đón thợ từ Bắc Linh vào để làm đưa các cái này. Và viên thợ gỗ thì theo biết làm nhờ thợ gỗ làm ngôi nhà này 3 năm mới xong thợ gỗ. Cánh cửa là dày cui ha, dày lắm, đẹp lắm. Mê hồn đó. Ở đây là kiến trúc mé bên ngoài một cái vòm. Đây là một vòng ha. Đây là bên trong. Bên trong thì ông có cái sập. Cái này toàn là nguyên liệu gỗ đỏ. Đây là gỗ đỏ nha. Cái gỗ này nó phải có vài trăm năm. Và trên đây bức tường của ông là ông toàn bộ là ông ốp bằng gỗ hết. Dày lắm, 20 phân. Trên kia là họ dùng là một cái cao có hệ thống đèn LED. Ga ô này được làm bằng gỗ. Và đây là một bàn tiếp khách được đóng bằng gỗ cẩm lai. Gỗ cẩm lai. Và đây là còn là chú thiềm thừ. Thiềm thừ mang tài lộc vào nhà. Đó là chơi phong thủy thì đẹp không? Quý vị thấy đẹp không? Toàn bộ cái đường văn hoa đây toàn bộ là gỗ hết. Một bàn ghế này, một bàn ghế này quá đẹp. Đấy.
đây là ông ghi lại. Coi đây, coi đây. Đây biết là ông ghi lại. À, một tác phẩm nhà ông cần gỗ không à? Trên đây nhìn là toàn bộ này là gỗ hết. Ông treo ảnh bác trên cầu thang. Trong đây là cầu thang máy, tất cả gỗ hết. Ước mơ là có một căn nhà này đấy mà. TV Sony. Đồ chơi là Sony cũng chịu. À. Các bậc cầu thang này ông đã thiết kế toàn bằng gỗ không ạ? À? Thiết kế bằng gỗ này. Đẹp cực kỳ luôn. Đẹp lắm. Tuyệt vời. Nay mình có review cho các bạn để xem một cái căn mẫu biệt thự cực đẹp. Đóng cửa. Kinh khủng luôn. Sau nhiều năm làm ông bà cũng tích góp chăm chỉ làm việc và ông bà cũng xây được căn nhà mơ ước. Mình cũng nhiều năm tích làm việc mà không biết chừng nào mới có thể đây gọi là ngôi nhà trong mơ thôi. Ngôi nhà trong mơ, cứ mơ đây là sẽ có, còn không mơ không bao giờ có. Rất mong khán giả của kênh YouTube Chính Sản Đồng Bà cũng sẽ có căn nhà như thế này. Cứ mơ rồi sẽ có, không mơ thì không bao giờ có. Không ai đánh thuế giấc mơ cả. Xin chào quý vị.